Xin chào bạn, mình là Thiên Kim. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn một bài viết mà mình đọc được trên website kỹnăng.me nói về 4 quy tắc đọc sách của tỷ phú Bill Gates. Bill Gates là một trong những tỷ phú có thói quen đọc sách rất hiệu quả. Ông ấy đọc khoảng 50 quyển sách một năm, có nghĩa là khoảng một quyển sách một tuần. Và ông ấy có những quy tắc đọc sách nhất định. Thói quen đầu tiên của ông khi ông đọc sách là sử dụng lề sách để ghi chép. Ông ấy cho biết rằng khi ông ấy đọc một quyển sách về người thật, việc thật thì ông ấy thường đọc được những kiến thức rất hay, cả mới lẫn cũ. Và đối với ông ấy, việc ghi chép vào lề sách những gì mà ông ấy đọc được sẽ giúp cho ông ấy suy nghĩ một cách nghiêm túc về những vấn đề đó. Và đôi khi ông ấy không đồng ý với những gì được ghi trong sách thì những ghi chép của ông ấy có thể rất dài. Quy tắc thứ hai của Bill Gates là khi ông đã bắt đầu đọc một cuốn sách là ông phải đọc cho hết cuốn sách đó. Bill Gates chia sẻ rằng ông không bao giờ bỏ dở một cuốn sách cả. Ông ấy có một quy tắc là ông sẽ không đọc sách nếu như ông không chắc là ông có thể đọc hết nó. Chính vì vậy, đó là lý do vì sao mà dù Bill Gates rất thích tác giả David Foster Wallace, nhưng ông lại không đọc cuốn Infinite Jest, một cuốn sách rất hay của tác giả này bởi vì nó quá dài, nó lên đến hơn 1.000 trang, và bởi vì ông không có thời gian để hoàn thành nó. Quy tắc thứ ba của Bill Gates là ông chọn loại sách khiến ông cảm thấy thoải mái. Có một khoảng thời gian, Bill Gates chuyển từ sách giấy sang sách điện tử và ông cảm thấy đọc sách điện tử khiến ông cảm thấy không thoải mái. Sau đó ông đã quay lại với thói quen đọc sách giấy. Ông có một ba lô dành riêng để đựng sách và ông mang nó theo mỗi khi ông đi công tác. Ông chia sẻ rằng ông thường quen với việc đọc sách hoặc đọc các tạp chí khoảng 1 giờ vào mỗi đêm. Và quy tắc thứ tư của Bill Gates là ông xác định một giờ đọc sách cụ thể. Thay vì ngồi cả giờ vừa đọc sách và vừa làm chuyện riêng mà chẳng hiểu được nội dung của cuốn sách vì không có sự tập trung và bị sao lãng, thì bạn hãy thử dành một giờ đồng hồ chỉ dành riêng cho cuốn sách đó và tự hỏi mình đang đọc cái gì vậy. Hãy ghi chú, hãy nghiền ngẫm những nội dung trong cuốn sách. Như vậy việc đọc của bạn sẽ hiệu quả hơn rất nhiều. Sách không phải là một thứ mà bạn có thể đọc 5 phút xong rồi làm việc riêng 10 phút xong rồi quay lại đọc 5 phút. Như vậy, việc đọc sách như thế sẽ không có hiệu quả. Đó là 4 quy tắc đọc sách của tỷ phú Bill Gates. Còn bạn, bạn đang đọc sách như thế nào? Mình hy vọng rằng phần chia sẻ của mình sẽ giúp bạn cải thiện và điều chỉnh thói quen đọc sách của bạn cho hiệu quả hơn. Chúc bạn một ngày tuyệt vời nhé!